10 out of Haywood. Thanks to unabated gang wars. One officer down, so I guess you're all screwed. Cause the NCPD will not let that go. Got another blackout in Santo Domingo. Netrunners are at it again, poking holes in the power. Ok, hi, xin chào tất cả các anh em đã đến và quay trở lại với Beep Nguyen Channel trong video xoay băng tiếp theo tập 22 của chúng ta ha. Thì xe băng này tôi nghĩ là còn một vài tập nữa thôi là chúng ta kết thúc rồi. Tôi lần trước nếu anh em nào có xem thì chúng ta sẽ có cánh cửa, khi mà bước vào đó nó sẽ giống như The Witcher, khi mà chúng ta đi vào đó thì chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ cuối cùng. Tôi nghĩ là như vậy, là một cái nhiệm vụ cuối cùng, cho nên là bây giờ tôi sẽ làm những cái nhiệm vụ khác, những nhiệm vụ phụ á. Đấy, những nhiệm vụ phụ để thứ nhất là hiểu rõ hơn về Night City và cái game xe băng này, thứ hai là để trải nghiệm cho bằng hết những cái gì mà nhà sản xuất muốn gửi tới chúng ta thông qua cái game xe băng này. Và game này nó đã được fix rất là nhiều lỗi trước cái lúc nó sau một khoảng thời gian cũng 2 năm ấy, thì cái lỗi coi như là nghiêm trọng nó hết rồi, chỉ còn những cái lỗi vặt vãnh thôi, thì anh em có thể mua về trải nghiệm rồi ha. Và ở đây được cài việc hóa rồi, thì cái việc hóa nó sẽ nằm dưới phần mô tả, anh em nào thích thì có thể tải về cài ha, nó sẽ phù hợp với tất cả các phiên bản luôn, vì nó là Google dịch cho nên là nó sẽ hơi lạ chút xíu. Ok, dù sao có việc hóa hơn không đúng không, cho mấy anh em nào dốt như tôi, thật sự máy dốt tiếng Anh như tôi đấy. Rồi thì tiếp tục thôi anh em ạ, chúng ta vào game anh em nhé, thì nó chỉ có vậy thôi. Nếu mà để tóm tắt cái cốt truyện từ đầu tới giờ thì tôi nghĩ là anh em nên xem lại thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều, chứ để mà tôi tóm tắt thì nó sẽ rất là lâu dông dài cho cái buổi chơi game này của chúng ta. Rồi hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hôm trước. Má tôi nhớ lúc mà tôi đúng không, hôn thằng xong phải. Thanh niên. Nghĩ được mà nghĩ cái mặt mù cười đấy chưa được à. Rồi hôm nay chúng ta sẽ có một cái nhiệm vụ, đó chính là để gặp Judy để mà làm cái nhiệm vụ, tôi đéo biết làm gì à, cô ta hẹn tôi ở hồ. Nhưng mà có vẻ đéo ăn uống gì được đâu anh em mà, tại vì Judy là một cái đồng loại, ê, một cái thế giới khác rồi, thế giới thứ ba rồi, không phải là thế giới của chúng ta. Và thế giới của ông Vi này. Hello shop. Good morning. Not intruding, I hope. The generator. You remember, right? Wow. Ok thì vào game anh em nhé. Được rồi. Hôm nay tôi sẽ tới chỗ của Judy đầu tiên, sau đó thì tôi sẽ gặp Ro. Ro là bạn gái cũ của Sylvanham và tôi cho anh ta mượn xác của mình. Đúng quá, khá là hối tiếc khi mà cho anh ta mượn xác, đúng quá, anh ta xăm cái hình con dê gì trên người tôi đéo biết nữa. Đi xăm mình uống rượu, phịch gái thì tôi không trách. Xăm mình uống rượu, chửi tục đánh nhau. Đéo thể hiểu nổi. Ok được rồi, mời anh em vào game ha. Chúng ta sẽ tiếp tục xem băng và những cái nhiệm vụ phụ trước khi chúng ta tiến tới cái nhiệm vụ có thể là gọi là cuối cùng. Tôi chưa chơi game này, tôi không biết có phải là cuối cùng không mà. Nhưng mà nó cảnh báo là khi mà vào đấy thì bạn không thể làm những cái nhiệm vụ khác nha, nó nguy hiểm mà. Cho nên là thôi, làm nhiệm vụ này anh em nhé. Ui, tia gái thôi anh em à. Em gái này mặc đồ thời mình quá nhờ, không giống đủ thời 2077, chắc là mới thời 2069 ấy. Rồi nhìn sexy ngon lành lắm. Có vẻ thôi tôi sẽ đi. Cái gì đây? Nghe nói anh đã lừa được cặp song sinh đó, tốt lắm, làm tiếp tục đi. What the fuck, không song sinh đâu. Này có một cái cuộc chiến khác vừa đến, đó là ở Bafika. Nó tạo ra một cái tiếng vang lớn. Tôi biết anh không thể cưỡng lại à, một cái nhiệm vụ thôi. Tôi nghĩ là một cái nhiệm vụ thôi. Đây, nếu mà mình làm nhiệm vụ này, mình gặp Hanako ở Empress thì mình sẽ không thể nào làm những cái nhiệm vụ khác được. Cho nên là tôi sẽ làm những nhiệm vụ khác. Gặp Judy vào buổi tối sớm. Buổi tối sớm? Là buổi chiều hả? Mà buổi tối mà còn sớm nữa, biết chừng nào sớm, chừng nào không. Có đéo mẹ đi đâu ra túc này nhờ. Tại đây thôi, tại chỗ con đập thôi.
gọi xe cái nha. Tại tôi thấy chạy lại chỗ lần kia xa lắm á. Chạy cái chỗ mà gặp Judy xa lắm. Ôi cái đéo vậy đấy. Ôi ôi. Má lần sau đủ má xuất hiện có được luôn. Nhẹ nhàng được không đây? Ở phía trước nó dán cái hình gì anh em ạ? Bây giờ tôi mới để ý luôn cái xe tôi phía trước dán cái hình gì ấy. Má hình bậy bạ gì ấy. Adecalot hả? Adecalot. On the can. Đó. Nếu mày nào dán mày bạn xe tôi nha, nếu hiểu rồi. Kìa phía trước rồi kìa. Ê là một cái hồ anh em ạ. Uầy. Ê đây có pháo phòng không hay gì nè. À không, pin năng lượng mặt trời. Uầy là một cái hồ anh em ạ. Nhưng mà đụng ở trên bờ hồ đụng mất tàn rác. Ôi đủ má rác đi chịu được luôn ý, đủ má nhiều lắm. Tôi nếu dám tưởng tượng trong một trong những cái đồ túi rác này có là phải là xác người không ạ? Quá ghê vậy. Ôi đủ má tương lai đây em ạ. Tương lai đây, đủ má 2077 đây. Cái này cái game này tôi nghĩ nó là đủ má ảnh. À không, cái game này tôi nghĩ nó là sao ta? Cái cảnh báo, ừ, đủ má một cái lời cảnh báo về cái việc đổ máu hủy hoại môi trường cho tương lai đây này. Hoài má biết nơi hẹn ghê ấy. Này tôi ra đây làm cái đéo gì nữa nè. Lan can. Cái hồ giữa sa mạc à? Một cái hồ giữa sa mạc hay là không 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 phải một cái hồ giữa sa mạc đâu anh em ạ. Cái này là cái rìa luôn ấy. Cái này cái rìa ra biển luôn hay gì ấy. Chờ xem nó muốn làm gì. Tôi nghĩ là lặn đấy anh em. Tại hôm trước nó đem cái bộ đồ bơi, nó kêu tôi đem cái bộ đồ bơi đi. Của nó kìa. Ôi rồi ôi. Đang hát, đang hát. Má đôi lúc nhìn Judy nó ngon thật sự. Nhưng mà má mình có bài nam rồi anh em ạ. Với lại Judy nó không phải thế giới của tôi. Nó thế giới thứ ba. Bây giờ nếu mà đủ má bẻ thẳng nó lại được. Không khéo nó cong như lò xo thì bỏ mẹ. Thôi cứ để nha. Sao hát nghe nghêu ngao vậy? Ơi hả? Đồ má biết tôi đây rồi hả? Đúng rồi, lặn anh em ạ, lặn. Tôi nhớ trong GTA không có cái nhiệm vụ lặn ở nằm ở rìa như thế này. Rất là đen tối. Sao vậy? Don't be a gunk. Để lộ con gót lần trước chúng ta làm gì ở đây? Một chuyện ở cloud thế nào? So what's the latest from clouds? Know anything? Nothing of dưới nắng này đẹp ghê đấy em. Got a new situation. And everybody's trying to adapt. Me too. Doesn't sound like it's all okay. Nghe có vẻ tất cả đều ổn đúng không? Không phải như vậy đâu. Ok được rồi. So, ready to tell me what chúng ta làm gì ở đây? Well, been tinkering with virtues a lot lately and figured out a way to scroll two actors' experiences at the same time. Thought we could try it out. If you're down, of course. What do I gotta do? You, my friend, are just gonna scroll me a virtue. That's it? Now, now, let's not get ahead of ourselves. This could be my greatest work ever. Sounds like we could do this anywhere. Why do we come all the way out of here? What is this place? Cottage belonged to someone I knew. Sits empty now,
I take the liberty to use. Cố gắng hiểu xem tại sao nó lại muốn lặn ở đây. That's where we're gonna scroll. Cuộn là lặn anh ấy. Đó tên sẽ lặn. Chúng ta sẽ lặn dưới nước. Ok. Bad idea. Tell her to find some other yes man. Để tôi tìm. Để tôi kêu cô ta tìm một người đàn ông khác. Quỷ thần ơi. Tại sao lại nói vậy? Tôi không biết. Nhưng mà tôi thích ý tưởng vậy, vậy là đủ chưa? Okay. When I think about the dark, chỉ là tôi nghĩ về bóng râm sâu thẳm. Palms that I don't fucking have get clammy with sweat I don't secrete. You're more than welcome to stay on shore. Thôi rồi, tham gia luôn đi em ạ. Sợ gì nữa? Oh yeah, I'm in. Ôi, Judy trong bộ đồ lặn cũng rất là gì mà đúng không anh em? Ôi sợ. Ôi rồi ôi. Nhất bài nam nhì là em đấy em nhá. Rồi đúng quá, nhưng mà chúng ta chỉ coi đúng mấy Julie là anh em thôi, chúng ta đéo thể nào đụng ăn thịt anh em được. Rồi bây giờ như nào, mặc quần áo. Tại sao cô lại chọn nơi này? Quần áo. Tại sao không thích hả? Ừ đúng rồi, cô hỏi tôi đéo có biết bơi không nữa mà. Chứ cô không hỏi tôi có biết bơi không. Đúng rồi, lỡ tôi chìm xuống rồi sao? 50-50. Cô trông ổn với bộ đồ lặn đó nha. Ôi dồi ôi, nhìn đi. Đừng đứng đó anh bạn. Ok ok. Tôi sẽ thay đồ lặn vô đúng không? Tôi thay rồi hả? Nè, cho tôi mặc đồ lặn này. Đâu rồi? Oh, đít lép quá em ạ. Không, đàn ông không cần phải đít to anh em nhé. Đàn ông cần bờ mông săn chắc là được. Nhưng mà đồ quá to thì càng tốt. Rồi, bây giờ làm sao? Cứ đeo nó vào là được. Alright, let's do this. Do this often? Diving? Ôi. As often as I can. Mà trong nhận được Judy nó mỗi lúc nó lại gần tôi cảm thấy một cái gì đó mình đang nó không nói lời được đâu. Anh trước gì? Trước đi. Hình như nó cài cái mã dạy bơi cho tôi hay sao ấy. Để tôi biết bơi rồi anh em, mà chỉ cần sau này mình ở tương lai á, mình muốn học cái môn gì mình chỉ cần cài chip thôi. Có thể là mấy chúng ta sẽ tốn tiền mua chip ấy. Nhiều hơn là đủ mấy tốn tiền đi học ấy. Ok. Woo. Tôi nghe nói lặn là phải ngửa người ra trước đúng không? Ngửa người ra sau trước đúng không? Theo Judy. Judy đâu mà theo? Ê, đừng giỡn nha. Hey. Đồ hả? What the f- À, nó sẽ kết nối với tôi qua giống như cái điện thoại vậy đó. Chúng ta sẽ tới cái điểm sâu nhất. Nó có màu đen, dòng chảy rất là nhẹ nhàng. Anh muốn tọa độ chính xác không? Rồi, tôi sẽ theo sát cô, nếu cần tọa độ đâu tôi cũng đéo với coi luôn. Có vẻ như là đối với bơi thì con này nó vừa chế tạo robot này, vừa lặn này, vừa yêu thích lặn này, vừa là một người cải tạo những cái cuộn BD này, rất là giỏi. Cảm xúc như ở dạng thuần khiết. Ôi má, không thể nào mà không nhìn được anh em ạ. Ê, ở đây có đường á. What the? Oh, ở đây có đường đấy mà. Ôi, giống như một cái thành phố đúng không? Ở dưới nước ấy. Bơi qua đây nhìn thẳng vào tôi được không? Ok, này, này, này. Sao nè? À, nó đang test tôi thôi. Nó đang test những cái cảm biến trên người tôi nữa. Bơi vòng quanh tôi đi. Bơi vòng quanh á. Ừ, bơi vòng quanh à. Ừ, bơi vòng quanh ngay. Ôi giời, ai bơi vòng quanh.
giống như không ghét Sao biết tôi nhìn thấy được gì? Nó nhìn thấy được tôi đang nhìn cái gì luôn. Không, tại tôi không biết bơi cho nên là cái đầu nó cứ cắm cắm thế đấy, chứ không phải là đụng tôi cố ý đâu em nhé. Ừ. Được rồi. Sorry. để tôi bắt anh một lần nữa được rồi. À, chúng ta sẽ tiếp cận cái môi trường xung quanh. Great, motion calibrated. Back my way now, V. Rồi, tôi lùi rồi. Rồi sao nữa? What? Sao sao? Quay lại, điều chỉnh thiết bị của bạn. Điều chỉnh như thế nào? Next up, sound check. Kiểm tra âm thanh. Rồi bây giờ mình tới phần kiểm tra âm thanh này, kiểm tra ánh nhìn rồi, kiểm tra âm thanh này. Nghe được, nghe rõ. Đang ngưng nghe bài gì vậy? Tôi biết bài đó, tôi đéo biết. Tôi không biết bài gì nhưng mà tôi đã nghe rồi. Nó là gì? Wow. Tức là chúng ta đều được hiệu chỉnh và đồng bộ, ok. À, bây giờ sao nữa? Wait for it. Gì đấy? Điểm này sâu nhất điểm đen này anh em ạ. Dòng chảy rất là nhẹ. Theo lời quảng cáo thôi chứ tôi cũng đéo biết được. Làm gì đấy? Bây giờ là cầm cái này và giữ chặt. Ok. Nói chuyện với Judy. Làm sao? Yo. Down we go. Chúng ta xuống đây. Hello. Ôi, ở giữa đại dương ấy. Khi mà mình đi lặn nó trong những cái cảm giác mà nó cô độc ấy anh em. Cái cảm giác mà cái thiên nhiên nó rất là lớn ấy. Mẹ thiên nhiên nó cũng rất là lớn, có thể nhấn chìm chúng ta bất cứ lúc nào ấy. Ấn tượng không? Quay. Ở dưới đây là một cái làng quá ạ. Không thể tin được. Atlantis của chúng ta. Atlantis của chúng ta nó mới ghê chứ. Đây từng gọi là Laguna Bend. 15 năm trước mọi người vẫn sống đây. Ôi vậy là còn vậy rất là sớm ấy. Vẫn rất là gần chứ. 15 năm trước mà nước biển dâng tới kia rồi. Không có liên hệ nào với cái nơi này không? À, lớn lên ở đây hả? Còn tôi đã không trở lại đây khi nó bị xóa sổ khỏi bản đồ. Ờ, sao cô lại cho tôi xem cái này? Judy từng tới đây, đây cũng gọi là đúng nơi Judy sinh ra, quê ấy, quê nhà. Why is this stand to be perfect? Hoping you'll be able to pick up all the unfiltered mess of emotions this place brings out in me. Like it or not, you'll react to those feelings. That's what I want to capture. Sounds Nova. Let's do this. Okay. I played this moment coming back so many times in my head. Taken me years. Working up the nerve for this. À, con nhỏ này nó quay lại đây để mà nó nhớ lại những cái cảm xúc và ghi lại những cái cảm xúc. Những ngôi sao không bao giờ thẳng hàng. Ôi. 15 năm trước cái nơi này đâu còn có thể sinh sống được anh em, mà bây giờ nó ngập luôn, không những là qua đầu. Nó chìm mẹ xuống đụng với đại dương luôn rồi, một phần của đại dương rồi đấy. À, như mình đang khám phá một cái thành phố gì đấy. Game này nó kết hợp nhiều cái hay thật đấy. Phải công nhận những cái nhiệm vụ phụ của nó làm cho chúng ta có thêm nhiều cái nhìn khác về một cái tựa game. Flo's Diner, best eater. Đây là cái quán ăn ngon nhất trong thị trấn đó nha. Tụi má bây giờ tôi đoán là đéo thể ăn được, hoặc là đủ mới đéo thể gọi món được nữa rồi. Bảo đảm luôn.
Ê, nó đang nhớ lại những cái âm thanh trong cái quán đấy anh em có thể nghe đâu. Tìm kiếm anh mối gần quán ăn. Này. Đây là gì? Looks like this fell off your one and only eatery. Có vẻ như cái bảng hiệu rớt xuống rồi. Kia là gì? Đây là công nghệ có thể đọc được suy nghĩ luôn rồi, ghê vậy. Ấy, anh em có thể nghe tiếng bát đĩa rồi, tiếng mọi người đang ăn uống các thứ không? Công nghệ gì kinh đi. Tôi tìm thấy một cái máy ảnh này. Giống như một cái máy ảnh cũ rồi. Thực tế đó là cái cổ vật đấy, vớt lên bán thôi em, đừng có cổ vật mà. Sẽ đéo lụm lượt à. Nhất. Đấy luôn. Cái này cái gì đây? Một cái gậy khúc khung cầu. Ở đây có một cái sân trượt băng nào à? Tôi ước đấy. Nó chơi khúc quân cầu trên tàu lượn. Đây hồi nhỏ đây, nghe lại những cái tiếng hồi nhỏ đây. Họ đang gọi và bố mẹ của em thì sao? Còn một cái nữa tôi phải tìm cho ra một cái nữa. Thằng này. Đây là gì đây? Có một cái bức ảnh đóng khung ở đây. Không có thấy được gì hết. Thôi rồi, đưa máy ảnh cho. Here, take this camera. Bit off in your hands and sitting here collecting algae. Gosh, thanks. God, thanks. Bố mẹ cô ở đâu? Nhà cô ở đâu? Dad was never in the picture. Họ chưa bao giờ có mặt trong bức ảnh. Mẹ mất khi tôi còn nhỏ. Hầu như không nhớ bà ấy. Nhìn biết đấy có một cái người lạ ở đó. Nhỏ này rất là nghèo, tôi con thậm chí không đủ khả năng để có cha mẹ. What the hell, đứa nào mất dạy vậy? Những giọng nói đó là gì á? Tôi đang đọc tâm trí của Judy đấy nè. Nó đang nhớ là những cái ký ức mà mình có thể đọc được những cái ký ức đó luôn. Rất là hay. Má mấy đứa trẻ mất dạy vậy đúng không? Nó chọc con Judy là không có ba mẹ. Còn nhà nghèo nữa chứ. Thế giới văn minh mà sao đụng mấy trình độ xuống thấp cái gì? Đấy mới dạy con. Bây giờ tôi biết tính khí của cô đến từ đâu. Vậy thì ông bà của cô ở đâu? Ở Night City hả? Phải, trong vài năm thuê căn hộ của tôi bây giờ à, chết rồi hả? À, vẫn còn sống ở đây mà. Ở một cái thành phố khác. Ok, được rồi, đi thôi. Let's keep going, Judy. Aye, aye, Captain. Follow me. Ok. Cái này bị sao ấy? Ôi dồi ôi. Bơi thôi. Ở đây có cây xăng nữa này. Mà phải bơi gần gần xuống dưới mình mới mới cảm giác nó lạ nên mà. Tại vì bình thường mình đi bộ thôi, bây giờ mình bơi trong thành phố mới đã. Bơi cao quá thì cũng không ngon. Tại vì cao quá giống như là mình đi máy bay rồi. Với lại bơi thì có thể nhìn được toàn cảnh anh em ạ. Bơi chỉ cần mình ngước lên một cái mình có thể nhìn được toàn cảnh đấy. Ý là đúng, toàn cảnh của thành phố này, đúng, bầu trời phía trên này, bây giờ là nước không à? Trạm xăng. Đây có cái gì đây? Mô hình nè, xe mô hình nè. Tôi nghĩ là cái mô hình đâu. Ở sao đéo vớt cái này lên nhà ngon đấy, đúng, tôi đéo có xe đi nữa. I don't really get why they left their wheels behind when they had to evacuate. Ủa sao khóc vậy? Good cover for playing Max Tack and Psychos, though.
cây xăng. Đi tiếp đi. Ủa đi tiếp đi hả? Không tìm được manh mối nữa. Được mà, đây này. Cái dù. Hard to imagine anything that could be more out of place in an underwater world. Bottled water. Touché, Judy. Touché. Một manh mối nữa thôi anh em. Quá khứ của Judy cũng cơ bộ cũng đáng thương đấy chứ. Nhưng mà tôi nghĩ trong thế giới tương lai thì quá khứ của ai cũng được, cũng đáng thương thôi. Thế giới suy tàn. Nào, có cái gì không nào? Kia rồi. Cái gì đây? Ê, một con búp bê. Ủa đây không phải là con búp bê Úc Cô sao? Tội nghiệp. Nó ở đây một mình 20 năm. Vậy đó là của cô hả? Không, đó là của Jenny. Của con đéo này. Anh này có thể nghe lại được đấy. You took her doll. Như thế. Giấu đi. Nó là con quái vật. Tại sao cô lại giấu đi? Tại sao? Bởi vì tôi chỉ có những kẻ thua cuộc mới chơi với búp bê mà thôi. Tôi muốn cô ấy chú ý đến tôi. Búp bê chỉ là đồ chơi của trẻ em thôi. Ôi, nó mới giấu đi con búp bê. Vậy đủ mới muốn con nhỏ khi chơi đồ chơi người lớn với nó à. Judy nhá, tôi biết tổng. Rồi rồi, đi tiếp thôi. Tôi muốn cho anh xem cái này. Ôi trời ơi. Tiên cá này mà mới tiên cá bơi nghe. Our daily life grinded along. Can imagine it a bit. Tụi mới đâu phải ngày nào cũng được bơi giữa thành phố đâu anh em. Bơi với một đứa dễ thương như Judy nữa nên mà ô má tôi sẽ bơi ngửa anh em nhé. Ô nó đây là một cái nhà thờ cũ. Ừ, tôi cũng nghe thấy tiếng chuông nữa nè. Tôi nghĩ tôi cũng nghe thấy tiếng chuông nữa. Nghiêm túc hả? Anh có thể nghe tiếng của tôi? Đó có phải là một cái tác dụng phụ không ta? Ờ, để biết nữa, nhưng mà có lẽ là tác dụng phụ ấy. Sao vậy? Nó bị coi như là khóa rồi. Đi đường nào vào? Cô thích đến nhà thờ không? Ở đó anh có biết không? Chúng tôi biết luôn nên sẽ bị ngập lụt, mọi người tập trung ở đây lên kế hoạch biểu tình. Và nó được gì không? Nhìn xung quanh đi. Ok. Hãy tìm một lối đi vào nhà thờ. Một lối đi vào nhà thờ. Chìa khóa rồi, bây giờ đi đường nào? Cái gì đây? Cái này. This, what is it? Oh no way. Can't be. You found the heart of Laguna Bend. Oh, một cái dây chuyền thánh giá nữa mà. Nó rơi như bãi rác mới ghê chứ. Gặp quý giá của Cali. For real. Thật hả? Không biết nó là gì. What the fuck? Bây giờ kiếm đường nào vào đây? Để coi có đường vòng không? Cô bỏ đấy có đường vòng rồi. Ở bên đây không có. Không kiếm phụ à. Vậy là lần đầu nó đi tới đây. Nếu mà nó lặn ở đây nhiều lần rồi nó phải. Ồ đây có đường này. I found an opening. I think we're safe to go through here. On my way. Vào đây nào. Tôi sẽ tìm đường vào qua mái nhà. What? Mái nhà có đường nữa. Tôi đã ở đây một lần khi không
không ai ở đây. Back then, I wondered how he could read people's thoughts and know everything about them. Oh. Bây giờ một trong cái tiếng thế gì? Cái tiếng gì đấy? At the top of my lungs to check the acoustics. À, nó lúc nhỏ nó đang kiểm tra âm thanh. Cô không bị đuổi ra ngoài sao đấy? Cái gì vậy? Không gì. Con chip bị lỗi rồi. Nào, 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 đi lên, đi lên. Chết ở đây đấy. Judy, Judy, Judy. Judy. What the? Mẹ. Nè, thấy không? Đụng nó kiểu như mình một thằng đụng nó bệnh tật ấy, nếu thể nó hoạt động thể thao đấy được làm gì luôn. Đây, 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 đây. Đây tôi còn sống, tôi còn sống, tôi còn sống. Oh thank fuck. You're alive. Má bơi một mình là chết mẹ rồi, thấy chưa? Nếu hiểu à. What happened? Có chuyện gì vậy? Anh ngất đi. Ờ. Làm sao mà cô có thể đưa tôi ra ngoài được? Không biết, tôi không nghĩ gì nữa. Chỉ làm những gì tôi phải làm mà thôi. Ok, cảm ơn nha. Ê, cẩn thận đấy. Cô đã cứu mạng tôi rồi. Cảm ơn rất là nhiều. Thank you. Told you diving into this toxic waste was gonna end bad. Mày thì hay lắm. Con chip này. Tại anh không nghe lời tôi thôi, cái thằng quỷ này. Tôi nói là xuống đây đổ với toàn chất thải không, xuống đây sẽ chết thôi. Thôi rồi, nói luôn đi. Vì sao nó cũng là bạn mình mà. Chỉ là cấu trúc của Johnny Silverhand. Johnny Silverhand's construct. Tôi đang cắm trong đầu của tôi. Tôi nghe những suy nghĩ của anh ta. Johnny, Johnny cái gì? Remember the relic? Okay. Reason for the whole damn heist. Johnny Silverhand's digitized psyche was on it, and well, his personality seeping into my mind, taking over. You could say his mind's overriding mine. Thì sao nó tin tưởng tôi, nó cũng cho tôi xem quá khứ mình. Nếu mà mình cố gắng che che giấu giấu thì cũng chả được cái tác dụng gì. Nói cho nó biết đâu nó sẽ có thể giúp mình một tay. Tại vì dù sao nó cũng là một cái người giỏi kỹ thuật mà. À. Thôi đừng lo việc đó, không sao đâu. Why do I even bother? Doubt you should go back to the city just now. I'm pretty beat too. Last thing I want to do is drive. À, con này nó cũng mệt rồi. Let's stay the night. What do you think? Lại qua đêm. Mình nghĩ sao? Ở lại qua đêm có cái đéo gì nữa. Chính xác thì ở đâu? Stay where exactly? Chúng ta ở đâu? You gonna camp on the shore? No, in there. Crash there sometimes after dive. Ở trong đó, tôi thường bị tai nạn sau khi lặn thì tôi ở đó. Đâu? Chỗ nào? Why the hell not? Chỗ này á hả? Nhà của ai vậy? Whose cottage is that then? You said you knew the owner. One of our neighbors was hell bent on staying in the bent. Nó làm sao tôi có được cái bộ đồ này đem đồ về cho Bai Nam liền chứ, cái còn cái đéo gì nữa. Mẹ nhắc thấy mông mới nhớ, đồ mẹ mông này to đồ mới hơn cái đồ Trang Nemo nữa thật. Ok. Ê, cái nhà khá cũ nên mà con nhà này chắc là xây cùng thời với cái thành phố bên dưới. Anh em nhìn cách lót gạch này. Tôi không đéo biết nữa. Nhưng mà cách lót gạch này rất là cũ rồi này. Must be chilled to the bone. I'll brew a pot. How do you take yours? Nó muốn một chút cà phê để mà làm ấm người sau khi mình đi lặn. Nó với sữa đi. A splash of milk will do. Cũng như tôi. À, anh thích uống cà phê sữa biết rồi nha. Ah, forgot to start the generator. Đéo gì đấy? Cái gì thế nào? Máy phát điện thật sang trọng. Generator. What's next? Jacuzzi? Finished sauna? No, but there is running water.
không có nước nóng nhưng mà sẽ có nước chảy. Ok, được rồi. Tôi sẽ đi bật nó lên. You're gonna take it easy. Promise to take it slow. Ok. Nó sợ tôi vẫn bị ảnh hưởng bởi con chip ấy. Nhưng mà bây giờ có vẻ là ổn. Lâu lâu nó bị đồ vô giật vậy thôi anh em ạ. Lâu lâu nó bị lỗi vậy thôi. Wave transmitters better back there. Feed I was picking up felt a bit flat, I want to say. Thấy gì? Đi bộ nói chuyện xác chết. Một cái à xác chết biết nói chuyện được Walking Dead hả? Này nó nhìn tôi như là một cái xác chết biết di chuyển ấy. Power's up. Your little spa is open for business. So be careful. Of course I will be. Judy? 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 Có nghe cái tiếng gì vậy? À không, mình đang đọc suy nghĩ của nó. What? Judy? Ủa đâu rồi? À quên quên, có bạn... chơi bản đồ, chơi bản đồ. Mình đang đọc suy nghĩ của nó. What was that? Couldn't hear you clearly. Anh nói gì tôi không something nghe. The matter? No, không, không, không có gì. Là sao? Ôi! Ôi trời ơi! Judy ơi là Judy ơi! Ôi má, Judy nó xâm nhiều lắm nha anh em em. Má xâm rất nhiều luôn. 13 này, chắc là 14 tháng 3 đấy. Mà xăm tắt là 13 đấy mẹ. Đây, cho anh em coi. Má hình xăm trên cơ thể kìa. Mẹ, anh em có thể thấy cái chỗ nâu nâu không? Đấy. Má xăm mạnh nhện là Spider Girl. Cô nghĩ về Evelyn hả? Không tin tôi sao? Chúng ta vẫn đang đồng hồ hóa. À, chúng ta vẫn đang đồng hồ hóa. Có nghĩa là cái con này nó sẽ... nó nói gì là mình nghe, cho nên là tôi nhắc tới nó. Don't bullshit me, Judy. We're still chúng ta vẫn đang đồ hóa. Cô nghĩ cái gì tôi nghe cái đó đấy. Ồ, Judy. Gone to shit. Tiger Claw No Next took revenge for Hiromi trời and the rest. Những cái bọn móng hổ đã coi như trả thù cho cái Hiromi rồi anh em ạ. Tom chết rồi. Rosani hầu như không còn sống luôn. Ngôi nhà đóng cửa cho tới khi có thông báo mới. Ôi, những đồng đội của con này chết hết luôn rồi. Tôi không muốn nói với anh, tôi không muốn nghĩ là tôi có lỗi hơn tất cả. Why would you even assume I'd think that? Tôi không biết, tôi xin lỗi. I'm sorry. Let's just kill the subject. Oh. I think I'll go lie down. I'm beat. Okay. Huh? Sao vậy? Nó mệt rồi, nó muốn đi ngủ. Ủa sao đéo ngủ trong đây đi. Mày ngủ đó cho. Ôi dồi ôi má. Con cái hành làm tôi căng thẳng quá. Để anh và tôi thổi. Ờ bây giờ chúng ta không cần nó thức quá vậy. Chúng ta không thể để cô ấy ở đây một mình. Judy làm anh bực mình hả? Tại sao vậy? Vì cô ta quan tâm tới mọi người. She's all over the place. Refuses to take the door. Jumps out a window. Then acts all surprised when she gets hurt. She reminds you of all, doesn't she? Cô ta là nhớ tới On đúng không? No, không, thậm chí là không ai gọi với On. Let's get the fuck away. Hãy biến đi được không? Nhưng mà mình đâu thể để cô ấy ở đây một mình. Nó rủ tôi đi lên bỏ con này ở đây một mình anh em ạ. Ôi em gái mà bọn nó bị bỏ ở đây một mình thì thôi chứ má lỡ có một cái thằng mất dạy nữa và nó nhìn mông như thế này thì sao? Chết em mấy mất rồi, đếm ông ngực đó. À không có nhưng mà hở. Hững hờ, hững hờ. Ở đây có xong cú mèo dễ thương quá nè. Không. You fucking blow if you can. Not about to leave her alone, middle of nowhere. No, I can't talk to you when you get this. Sentimental. Waste of words. Đi ngủ đi, tao với mày không còn tranh cãi nữa, ok. Ôi dồi ôi. Má Judy mà là con gái thì hay biết mấy nha. Có cái chăn nào không đắp cho nó cái.
ngủ thế kia. Tôi không nên đi ngủ thôi anh em. Nằm xuống, má mình thì nằm trong giường đàng hoàng, còn nó thì phải nằm ở ngoài. Chắc nó nghĩ tôi đang bị bệnh đấy. Tôi còn bị bệnh con chip trong đầu ấy, cho nên là nó nhường tôi cái giường. Má vậy tính ra hai đứa mà đi chung trong cái kế hoạch lần trước á. Chết hết mẹ luôn, khổ vậy. Ghê vậy đấy. Nhặt quần áo, ủa sao đụng mấy quần áo lên nằm trên giường, có cái áo nhỏ của ai nè. Đéo phải của tôi. Đéo mẹ tôi đéo mặc cái đó, tôi thề là tôi đéo mặc cái đấy. Anh em đừng có hiểu lầm, tôi đéo mặc cái đấy thật. Dù đi đâu rồi? Outfit hay thế nhỉ, outfit đẹp vậy. Kìa. Ôi mãi tới sáng vẫn không thay đồ mà vẫn tôi mặc đồ hết rồi. Sao vậy? Will you sit with me a while? Anh ngồi với tôi chút được không? Cà phê của anh đây. Cuối cùng là sao? À, sáng tốt lành. Có hình con cá mập kế bên nữa. Thật ra tôi gọi cho anh vì muốn nói lời tạm biệt. Hắn nói hẹn tôi đây đi bơi lần cuối cùng. Tạm biệt quách. Đi đâu? Thành phố đã nhai tôi và bây giờ nó nhổ tôi ra. Sao được? Fuck Judy. You saying you want to leave? Đi à, điên à? Now. Đi đâu? You know, I had this bizarre convo with the doll. Told me I had to fight, and I thought fight for what? Ừ, đồ mới tôi chiến đấu vì đồ mới tôi để biết tôi chiến đấu vì cái gì thì vì đồ mới có phải là muốn vì tình bạn của chúng ta bây giờ đồ mới xong hết chuyện cô lại đi. Từ bỏ hay trốn tránh? Chúng ta sẽ giữ liên lạc. Give me your hand. Đưa tay hả? Xin lỗi bỏ đi. Dữ liệu sinh trắc học. Như vậy. All set, congrats. Tất cả đã đến, xin chúc mừng. You unlimited access to my pad. Anh có quyền truy cập vào miếng đệm không vậy? What? Ask you to chuyển đến. Hoặc kéo qua. À, tôi có thể tới nhà con này bất cứ lúc nào. Tôi đéo biết phải nói gì luôn thật. Don't know what to say. Nobody's ever done anything like this for me. Tôi thấy được cái sự tin tưởng ở đây. Really shows trust. Take care. Cẩn thận với. This really it. Last time we see each other. Didn't seem so set on leaving just a sec ago. See no reason to delay. I'll stay here a couple days, then head off. It's been nice knowing you, B. See ya. Nó sẽ nén ở lại đây vài ngày và sau đó thì rời đi. Hit me up on the hollow sometimes. Méo hiểu à? Chắc là nó sáng chán ở thành phố rồi nên mà một kiểu người như Julie tôi thấy nó kiểu như hơi yếu đuối ấy. Chỉ biết trốn tránh hơi yếu đuối một chút cho nên là chắc là đi trốn tránh cái chuyện mà bọn vuốt hổ trả thù ấy. Với lại bây giờ đi cũng là tốt cho nó thôi, bọn kia sẽ tạm thời không có tìm ra nó, trước sau cũng tìm ra nó và giết nó thôi. Như vậy cũng tốt cho nó, tôi không thể nào bảo vệ nó được. Tại vì tụi mấy tôi cũng đéo bảo vệ được tôi nữa, tôi sắp chết nữa. Lặn mà nếu có nó tôi chết mẹ rồi. Okay. I see you, Judy. Yes. Hả? Nó ở đây một chút và nó sẽ rời đi. Vậy tôi muốn chụp hình đó bạn.
Tôi sẽ chấm hình, đéo phải thằng này, má nhìn đần đéo chịu được ha. Tôi sẽ chụp hình Judy nhé. Nhưng mà có vẻ như là Judy mình không chụp được. Mình chỉ có thể chụp góc nhìn thứ nhất thôi, nhưng mà góc này đéo đẹp. Mình ngồi xuống hay sao? Đụng má ngồi xuống nhìn đụng má gian phải chưởng à. Thật đụng má nhìn gian đéo chịu được không biết. Góc nhìn thứ nhất, đây là góc này đẹp, nhưng mà đụng thấp chút tí nữa. Thấp tí nữa mới đẹp cơ. Lại còn độ sâu trường ảnh nữa. Đúng quá, giống gian gian đúng quá, kẻ gian quá anh em à. Còn tư thế hiệu ứng mình không thể chụp người khác được à, không cách nào chụp người khác được à. Mẹ ước gì tôi được ngồi ở đây một chút nha, bây giờ đếp cho ngồi xuống nữa. Quê góc này đẹp nè, cái đẹp cái đéo gì đây, cái đéo gì đủ cái góc người ta đẹp đủ mất còn mình kìa. Ok được rồi, chị nói góc nhìn thứ nhất thì như thế nào nè, lên nào, về ra cao cao tí rồi đê. What the fuck, đủ bao tư thế gì đây, tư thế đéo gì đây. Rồi góc nhìn thứ nhất đấy, xích qua xíu nữa được không ta, đéo được, tôi đang ở góc nhìn thứ nhất chỉ có thể đảo qua mắt lại đi vậy thôi. Khó nè, góc này, góc này chụp không đẹp, có mặt trời nữa đây. Bên này sao? Chụp ngôi nhà. Mày giống game game gì? Cái này giống game gì anh em? Cái game gì mà tôi quên mày cái tên rồi. Game sinh tồn trên cái bè đấy. Tôi quên mày cái game tên gì rồi. Anh em là nhớ comment tôi với. Đây mình để mặt trời ở đây. Và ở đây nữa. Đó. Má cái thằng này. Đẹp thế nha, xin. Yes, tôi đã chụp hình rồi. Ok. Mẹ như vậy ướt là đủ rồi. Chắc là má mình đi vào nước ấy, hồi nãy mình con chip mình đi vào nước cho nên là đụng má nó bị kiểu đụng má kiểu bị chạm mạch đó anh em. Tôi bây giờ có thể ghé qua nhà Judy rồi. Nhưng mà tôi đã biết ghé qua để làm gì rồi. Trong khi Judy sẽ chuẩn bị đi trong một vài ngày nữa. Ờ rồi hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng game tại đây anh em nhé. Tôi nghĩ là một nhiệm vụ Judy tới đây thôi. Tại vì khi mà nghe Judy nó đi thì tôi cũng không còn hứng nữa để mà chơi tiếp. Tôi nghĩ lần sau chúng ta sẽ tiếp tục mỗi cái nhiệm vụ khác. Ok. Tôi nghĩ là như thế. Tập này có vẻ hơi bị ngắn nha. Tập này có vẻ hơi bị ngắn. Nhưng mà anh em cũng thông cảm anh em nhé. Ừ, hay là đừng có thời gian còn lại mình dùng để chụp hình đó nha. Không chụp hình như thế nào đó. Á, à, coi, bây giờ mình mới hiểu được đụng những cái nỗi khổ của cameraman đấy. Khi mà đụng mấy người ta phải xuống bùn, xuống ao để lấy những cái cảnh đẹp thế này. Mà còn mà mới phải bơi cái kiểu mà đụng mấy siêu anh hùng nữa. Bay đụng kiểu phim siêu nhân nó bay, cái đó là một cái thế bay này nhá, cái thế bay của siêu nhân đấy. Có phải đùa đâu. Nước cực đẹp, mình thử bơi ra ngoài kia sẽ có gì nha. Câu này tôi nhắc hoài nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy nó hợp lý này. Hãy làm mà những gì game nó đừng làm theo những gì game nó yêu cầu, hãy làm những gì theo đuổi chúng ta thích. Khác game nó yêu cầu đi, cảm thấy game nó vui hơn rất là nhiều. Như là đồ mới đi lặn này đâu ai kêu tôi, nhưng mà đồ mới tôi lặn thêm lần nữa xem như thế nào. Ở dưới đây vẫn có cái thành phố mà tôi để đồ oxy. Tôi không biết đeo một cái đồ lặn vô thì mình có thể lặn được xuống dưới không. Đẹp thật sự. Rồi rồi, mình chúng ta sẽ tạm dừng game tại đây.
Đây là tạm biệt xuống đây đúng ở đây. See ya. Goodbye. Rồi, tạm biệt anh em luôn. Bye bye. See you again.